đi sửa thêm. Em vô đây làm giấy đây thử làm được. Hello, chào mừng anh, chào bà con đang quay trở lại thế giới xe máy cũ tại Thanh Đoàn trong buổi chiều tối như hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày lễ, ngày mùng 10 tháng 3, một ngày lễ rất lớn luôn. Và em Hiền có lẽ cũng là nhờ cái ngày lễ nên là hôm nay mọi người đến mua xe rất đông. Và cho tới thời điểm này bây giờ đã là gần 7 giờ, 7 rưỡi rồi. Nhưng mà khách hàng vẫn mua xe tại Thanh Đoàn rất là đông ạ. Hiện tại thì em vừa chốt xong một con Nvix, một con AB. Và ngay bây giờ thì khách hàng đã chốt một Sonic. Em trai này thì ngày hôm qua có đến mua một chiếc Rider mà đi tốt quá. Thế là hôm nay lên cũng ngồi thêm một chiếc Sonic cho anh trai. Thực sự là những điều mà mình không thể nào nói bằng vài ba câu được. Mà tất cả là được tình cảm anh chị em bà con gửi gắm cho Thanh Đoàn. Cảm ơn một lần nữa tình cảm yêu thương anh chị em bà con đã dành cho Thanh Đoàn. Chúc anh chị em bà con luôn bình an hạnh phúc nha. Đây con xe này là Rider em Hiền hôm qua vừa bán này. Em trai đi tốt và ủng hộ thêm cho Thanh Đoàn một con Sonic. Và đây là những chiếc xe ngày hôm nay Thanh Đoàn vừa về, cũng như là những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng. Và cũng như thường lệ hiện tại thời điểm này thì em Hiền vẫn đang có chương trình giảm giá đó, vài ngày nữa để đủ tiền mua đất thì mọi người cũng tranh thủ nhé. Đặc biệt là những dòng SH, X155 thì hôm nay mình đang hết hàng bạn nha. Em Hiền có góp nhé. Mà ngày hôm nay là ngày đặc biệt với 4 con Winner V1 đã đi. Và 2 con Sonic, 1 con Rider cũng đã đi rồi. Thực sự là biết ơn, cảm ơn anh chị em bà con một lần nữa rất nhiều. Mặc dầu là đã bán 4 con Winner nhưng mà nhà Thanh Đoàn hôm nay lại nhập về thêm một con. SH đẹp chạy ok lắm chị ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn yêu thương và đồng hành tin tưởng Thanh Đoàn. Hiện tại thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp, chỉ cần căn cước công dân 06 trên 20 tuổi thì 60 là cả nhà mình đã có thể mua góp được rồi nhá. Để cho anh chị em bà con đi vào xem đông hơn một tí thì em sẽ bắt tay vào buổi live. Ngày hôm nay thì có nhiều xe độc lạ và rất đẹp. Vâng, và không để mọi người chờ lâu, ngay bây giờ Thanh Đoàn sẽ gửi đến anh chị em bà con một chiếc Viva FI full xăng điện tử nhá. Trong quá trình livestream nếu hình ảnh không rõ nét, âm thanh không rõ ràng, hoặc anh chị muốn xem chi tiết cận cảnh từng mẫu xe có thể nhắn tin về Zalo số điện thoại trên màn hình 0967424911. Cửa hàng sẽ chụp chi tiết cận cảnh và báo giá cho anh chị em bà con. Vâng, một chiếc Viva FI bánh cam đĩa và toàn bộ tem rin nguyên từ A tới Z. Dàn chân cực đẹp. Con này phải nói là có 102. Lưu ý cho em là một chiếc xe biển Sài Gòn. Rất đẹp và mới đang có mặt tại Thanh Đoàn. Dàn áo rít. Xe ly màu trắng bản không bán nhiều chị. Giá lít màu trắng là phiên bản đời 22. Hiện tại nhà Thanh Đoàn đang có 2 con. Một con 29 củ 900 cành và một con là 31.500.000 đồng. 31 năm là biển Sài Gòn ngay chú ký giấy nha. Một chiếc Viva FI tem rin. Dàn chân bao đẹp bao êm. Cả nhà ưng máu nào có thể nhắn tin về Zalo cho em thì em chụp hình chi tiết cận cảnh như cả nhà mình. Biển 59 thành phố Hồ Chí Minh. Con này chốt đơn anh chị em bà con với giá là 10.500.000 đồng. Và trong buổi live này Thanh Đoàn giảm còn 9.700.000 đồng. Vâng, 9.700.000 đồng cho con Viva. Bánh căm đĩa xe bao cọp đẹp tem rin. Và nước sơn còn rin luôn ạ. Gắng làm kiếm tiền mua thêm chiếc nữa. Ok em nha. Và ngay bây giờ thì Thanh Đoàn sẽ like cho anh chị em bà con một con RSX, và con này thì đồ đẹp lên tới.
Được không? Có khoản vay không? Có khoản vay không? Vay đâu? Xin lỗi mọi người nha, nãy giờ thì mạng có trục trặc một tí nha. Dạ thông cảm mọi người, nãy giờ có người gọi điện đến bị trục trặc, em thể bắt đầu tiếp tục vào buổi live. À, và bây giờ thì Thanh Đoàn sẽ giới thiệu đến anh chị em bà con bộ con RX phiên bản màu nâu, hay còn gọi là màu đầm cà phê sữa này. Dàn chân bao đẹp và tem rin. Xe này là dàn chân bao đẹp luôn cả nhà mình, nước sơn rin 100% tem rin luôn. Chưa hề một bể sứt một chỗ nào. 83P34431, đồ đẹp lên tới 90%. Xe còn một chập cặp chìa khóa rin nhá. Con này giá gốc là 10.500.000 đồng cho con RX. Lưu ý cho em là xe cọp, xe rin cho em. Ngày hôm nay Thanh Đoàn sẽ giảm cho anh chị em bà con còn 9.800.000 đồng. 9.800.000 đồng, em đang cần tiền nên hầu như xe về em bán giá cũng cực rẻ luôn để xoay vòng nhanh. Nên anh chị em bà con cực kỳ yên tâm luôn nhá. 9.800.000 đồng cho con RX này, cả nhà nghiên ký này. Tem còn rin và đây là dàn chân của xe. Bên em là vẫn mua bản, trao đổi và bên em có hỗ trợ trả góp luôn nha. Chỉ cần căn cước công dân 06, lưu ý cho em là căn cước công dân 06 trên 20 tuổi thì 60 là anh chị em bà con đã mua góp được rồi nha. Rồi ngay bây giờ thì Thanh Đoàn sẽ like cho anh chị em bà con một con siêu rớt. Biển số là 59X286670 RC bánh mâm đĩa, thuộc kiểu bao đẹp luôn. Quý anh chị em bà con ơi, tại vì nãy giờ là mạng có trục trặc nên là âm thanh không rõ ràng. Anh chị em bà con nếu ưng mẫu nào nhắn tin về Zalo theo số điện thoại 0967424911. Số điện thoại trên trang chạy trên màn hình cũng như là địa chỉ của em để mọi người cập nhật xe dễ hơn nhá. Con này giá gốc là 8.900.000 đồng. Và trong buổi live ngày hôm nay Thanh Đoàn bán 8.500.000. Siêu rất RC bánh mâm đĩa 8.500.000 đồng nha. Và cần cánh một chiếc Way Alpha. Con này là phiên bản đời 2021-2022, cặp gương rin nguyên, đặc biệt màu xanh ngọc tem rin. Xanh ngọc là một trong những màu đẹp nhất của dòng Way Alpha rồi, chúng ta không thể nào chối cãi được. Cái màu cực đẹp, bên em hiện tại vẫn có mua bản, trao đổi và có hỗ trợ trả góp nên là mọi người cực kỳ yên tâm nha. Chỉ cần căn cước công dân và 06 là cả nhà có thể mua góp được rồi. Và tất cả mẫu xe thì Thanh Đoàn bên em sẽ bảo hành mọi người, máy móc từ 6 tháng 1 năm, cho chạy miễn phí 1 tuần. Ngay bây giờ thì em Hiền vừa chốt một con số nick đang làm giấy tờ, một chiếc AB cũng đã vừa đổi và tiếp tục là đang làm góp một bộ hồ sơ AB và thêm một chiếc Vision cũng đang làm hồ sơ góp. Nếu như mà không có gì thay đổi, nếu mà được đậu được thì là có mấy bộ mà chốt thêm được vài con đó mọi người nha. Ngày hôm nay thì phải nói là báo đơn luôn rồi, chính xác là hôm nay em đã chốt 32, 33, 34, 35 và nếu như chốt thêm mấy con này là gần 40 con xe cho ngày hôm nay. Chào Đậu Văn Kiên, chào cả nhà mình nhé. Win 100 thì mình không có ạ. ZX Corp thì em đang hết hàng nha. Con này bao đẹp luôn cả nhà mình. Giá gốc là 13.800.000 đồng. Và trong ngày live hôm nay nhà Thanh Đoàn bán còn 13 năm. Xe chạy đúng 11.000 cây. Bao đẹp bao êm ạ. Và ngay bây giờ sẽ tiến tới cho anh chị em bà con một chiếc xe cúp. Xe này là xe 50 phân khối phiên bản mẫu mới nhất của dòng cúp. Và cúp thì của Hàn Quốc, không phải là xe Honda mọi người nha. Việt Thái Việt Nam sản xuất. Và ở đây là cái mâm của nó, cái bánh của nó khá là đặc biệt. Đó, bánh này là bánh căm mà căm chồng nhau rất hưng luôn. Và xe mới chạy được 500 cây nhá. Đó, cúp 50 chạy 500 cây. 500 cây thì mọi người tưởng tượng là vừa đi ra khỏi nhà là bán luôn. Con này là chạy hơn 500 cây thôi ạ. Xe bao đẹp luôn cả nhà mình ơi. Nhìn đầu đèn phiên bản đèn LED cao cấp đời mới nha. Mẫu này mua mới giờ 19.20 triệu mọi người. Em chốt cho anh chị bà con là 12.500.000. Trong buổi live em giảm còn 11.900.000 đồng cho con cúp này. Mới chạy hơn 500 cây số, màu xanh lá siêu, màu xanh ngọc siêu đẹp. Và đây là cần cánh này, cốp xe này. Đấy, cái này là nắp xăng là còn dán đề can chưa lột ra là mới biết đây. Ốc tán 7 màu luôn. Cúp hơn chạy hơn 500 cây phiên bản 23-24. Đẹp như mới, không tỉ vết, không lỗi lầm. Một đời chủ phiên bản mẫu mới này. Con này già phụ ích nhà em 3 con bán sạch không còn con nào luôn. Phụ ích nhà em đã bán hết rồi. Anh chị em bà con đi qua về lại cho Thanh Đoàn một tim, một like, một follow với nha. Đó, và nhớ bấm đăng ký để cập nhật nhiều giá xe. Đó, ở đây là con này là 11.9. Và đây là cặp cánh một chiếc Way Alpha mẫu 100. Way Alpha mẫu 100 phiên bản đời cao nha. Màu trắng tinh này. Con này là phiên bản đời 2014-15 và biển 59. Way Alpha 100 bao nhiêu tiền anh Đoàn ơi? Ô trời, rất rẻ luôn này. Với 9.500.000 đồng. Way Alpha 100 chỉ có 9.500.000 đồng. Giá gốc là 10.500, giảm giá còn 9.500.000 đồng thôi. Lưu ý cho em là đời 2015 nha. Way Alpha 100 hàng đón mẫu đời 2015, 9.500.000 đồng.
em sẽ test thử máy cho mọi người thôi. Có xe bên em là mặc dầu rẻ tiền đắt tiền thì em đều bảo hành và bao test và chạy thử thoải mái, nên anh chị em bà con cực kỳ an tâm nha. Đó, con này hơi yếu bình một tí này. Bên này mua thì em sẽ bỏ bình, máy còn zin luôn nha. Máy zin thì không phải tí nghĩ luôn. Dạ em có con City dọn mới 10 triệu 500 ngàn đồng ấy Trang. 9 triệu rưỡi cho con quay Alpha 100 nhá. Và hôm nay em về một chiếc Vinfast hiệu Suzuki đánh căm và thắng địa nha. Con này chạy cực kỳ êm và ngon luôn. Con này là khách mua một cửa hàng gần đây là 6 triệu 500. Đây hôm nay thì khách lỗi xe tại cửa hàng. Khách vừa mua một cửa hàng gần đây là 6 triệu 500 ngàn đồng. Còn bây giờ em bán ra cả nhà chỉ có 5 triệu 900 ngàn đồng cho con Viva này, tiết kiệm thêm được 600 ngàn. Xe liền lạc và êm. Viva ăn kẹo dưỡng mặc áo đẹp thế này. Thì đến mình like xong rồi ăn cơm xong tao đi mua kẹo nha. Ok. Đấy cảm ơn hai em nha. Anh hai em là mua một lần hai con luôn. Mới mua hôm qua đi tốt hôm nay lên mua một con Sonic nữa. Cảm ơn tình cảm của khách hàng thân yêu đã đồng hành và tin tưởng Thanh Đoàn. Đó, cảm ơn rất nhiều. Yên tâm rồi. Không đâu à? Đâu rồi. Để anh đi lục thẻ mình tải chị. Được căn cước hay làm giấy tờ trước cho căn cước đâu rồi? Trong anh chứ. Ok ok. Đây có cả thẻ mà, có thẻ không? Có thẻ ATM anh Đoàn anh cà cho phải đi làm gì? Có thẻ đấy không? Đưa chị cà cho. Cảm ơn này hai em nha. Full letter nào. Dạ có full đời 22. Và đặc biệt ngày hôm nay Thanh Đoàn vì một con Vision phiên bản cá tính mâm cao cấp này. Con này chính xác là mới chạy được 282 cây. Bao tua đồng hồ nha. 282 cây cả nhà, nhìn cái cặp lốp là biết này, không cần suy nghĩ nhiều. Vision 200 cây, chưa được 500 cây mà mới chạy 200 cây. Tức là chạy từ cửa hàng xe mới về tại cửa hàng Thanh Đoàn là bán luôn. Trời ơi, cá nhà mình ơi, ở đâu ra mà xe 200 cây. Cá nhà mình ơi, nhanh tay chút đơn cho em. Phiên bản mâm cao 200 cây số này. Chốt đơn cho anh chị em bà con là 31 năm còn 30 năm. Tiết kiệm gần chục triệu trong vòng 1 phút 1 luôn. Đó. Vision đời 2024 xe mới chạy được đúng 200 cây. Bao tua đồng hồ, nếu tua đồng hồ em tặng xe này em không lấy tiền cả nhà mình. Cả nhà nhìn cặp lốp còn nguyên gai, nguyên lóc là biết rồi này. Đó, Vision nha. Phiên bản mâm cá tính cao cấp 200 cây số. 31 năm còn 30 triệu 500 ngàn đồng. Và đây là cận cảnh một chiếc Vision 2013 màu trắng và tem rin. Và cả nhà nhìn kỹ cho em là nước sơn còn rin 100% này. Đó, chị ơi, em ơi, City nó đang nằm ở sau cùng em ạ. Nếu em không chờ đợi được chị thì em có thể nhắn tin về Zalo, số điện thoại trên màn hình. Sau buổi live chị sẽ chụp hình cho em. 67D20881 Vision, tem rin nguyên bản màu trắng tinh. Trời ơi, mới keng xà beng luôn. Bao êm, bao chảy, bao tết, mọi phương diện luôn cả nhà mình. Xin chân thành chốt đơn cho anh chị em bà con xe này với giá là 11 năm. Và ngày hôm nay Thanh Đoàn bán còn 11 triệu đồng. 11 triệu đồng nha, tiền nào của đó thôi. Nhưng mà xe này phải nói là cực kỳ có phương. Quay đầu xe lại. Ở đây thì em có thêm một chiếc Viva biển 52Z19713. Xe thì một vài chỗ đã bị có tày trước mọi người nha. Ở xe này thì của Suzuki hiệu Viva 4 triệu rưỡi dám còn 3 triệu 95 một đồng. Và một cặp LED Sam. Con này thì em đã bán một lần, hôm nay khách tống tiền ra bán lại này. Bánh mâm đĩa biển 63, 6 triệu rưỡi còn 5 triệu rưỡi, biển 65, 5 triệu rưỡi luôn, ai ưng mẫu nào chốt mẫu đấy nha. Và ngày hôm nay em, Nam ơi Nam, Nam ơi, lùi con quay Trung Quốc này ra mở quay ấy. Ở đây thì hai hôm nay là em chốt xem con Liberty, Liberty 7 triệu 900 ngàn đồng đã gửi cho anh trai về miền Trung. Em đã bọc rất kỹ luôn, đây là câu trả lời tại sao mà nhà Thanh Đoàn mới đăng lên là bán này. Nhà em là xe đi và về rất nhanh, nên là mọi người mà ưng con nào cứ mạnh dạn tranh thủ chốt đơn, chứ không bảo em liền câu like câu view mới đăng mà bán rồi nha. Rồi hai con này đã chốt rồi. Rồi đây là con này thì máy chất nhưng mà có hai nhược điểm này. Thứ nhất là yên rách. Cái này thì mọi người mua thì mai em sẽ bọc lại yên cho cả nhà nha. Và thay cái dè này cho mọi người luôn. Đó, thay cái dè này cho mọi người, xe liền lạc nha. Với giá là 2 triệu 900 là em bọc yên và thay dè. Còn nếu mọi người muốn đế vậy từ về giò thì em đế mọi người là 2 triệu 500 ngàn đồng. Nói chung dè thì cho đẹp thôi chứ chạy bình thường. Và con này máy chạy cực kỳ chắc luôn. Bản thân em đã chạy rồi. Nói chung là 2 triệu 500 thì em không thay dè bọc lại cái yên cho mọi người thôi. Chứ yên đấy vậy nhìn vô duyên tại vì xe em vừa đổi xong nha. 2 triệu 900 bọc yên thay dè trước cho mọi người. Bình đề đầy đủ máy em. Còn 2 triệu rưỡi là em để nguyên dè mọi người nha. Nhanh tay chốt em thì em đi giá quá đấy. Đây, hai bạn chốt hai con xe nhanh gọn lẹ. Đó, cảm ơn khách hàng rất nhiều.
Cu hai được một con mình bán rồi bạn ơi. Cu hai được một con mình bán. Hôm nay về mình một về một con cực kỳ đẹp luôn. Con này mà bỏ lỡ là đáng tiếc luôn mọi người nhá. Con này là bỏ lỡ luôn. Con mập con che nào không? Nô 5 em còn một con 5 triệu 9 và 9 triệu rưỡi nhá. Đây là Winner X phiên bản màu xanh và tem sơn 3D cao cấp nha. Con này là có thắng ABS rồi. Cái màu rất đẹp mọi người. Màu này so với màu, nhìn màu hơi nổi một tí, nhưng mà màu này mọi người mua là đắt hơn màu thường mấy triệu luôn mọi người nha. Quay nãy tàu à? Quay tàu chứ nhật sau có ra đấy. Con này biển 36 nha. Đó, và em chốt cho anh chị em bà con này phiên bản đời 2023 luôn. Bao đẹp luôn nha, 275 này, giảm cho mọi người còn 26.500.000 đồng. Lưu ý cho em là phiên bản đời cao cấp, sơn 3D, không thế nào mới hơn nha. Đó, bao đẹp, bao êm luôn. Xe chạy được 7.839 cây, với 7.389 cây thôi cả nhà nha. Thắng ABS luôn 26 năm. Mọi người cùng vào và like và chia sẻ để cho em với nha. Hôm nay nhà Thanh Đoàn về rất nhiều mẫu xe để mọi người lựa chọn. Ở đây thì em có một con Imbalance hiệu Suzuki ạ. Bác Hải ơi! Bác ơi! Đẩy con AB kia ra cho em với luôn kìa. Ở đây là có một con Imbalance hiệu Suzuki màu đỏ đen. Xe có bánh mâm thắng đĩa nhá. Dòng này đã có FI và phun xăng để tứ cao cấp rồi. Imbalance Suzuki biển tà 63B517665. Chốt đơn anh chị em bà con là 8.500.000 đồng. Imbalance Suzuki máy rename bình đề đầy đủ chỉ có là 8.500.000 đồng nha. Đó, ngày hôm nay thì em bán được rất nhiều AB. Nãy là bán được con AB màu đỏ đen đời 2021 và bây giờ là bán được con AB 125 này luôn nha. Khách đã bán và làm xong giấy tờ. Đó, cả nhà mà góp đẹp là dễ đậu hồ sơ lắm. Em trai vừa coi cái chốt hồ sơ cái là đậu ngay, làm hồ sơ là đậu liền luôn đó mọi người nha. Quay 100 màu đen, dạ, hôm nay thì mình chưa có quay 100 màu đen, mình đang có màu trắng và màu đỏ bạn nha. Ba con CB6 này thì nằm khá lâu rồi, giá một con 1 triệu rưỡi và 2 triệu vẫn chưa bán được. Màu đỏ đô còn 245, đỏ nhám 26 và màu xám 26 nha. Cả nhà muốn xem chi tiết cứ nhắn về trên Zalo đang chạy trên màn hình, em sẽ chụp chi tiết cho. Và đây là cận cảnh một chiếc xe Surus màu đen nhám này, một trong những màu đặc biệt nhất của dòng Surus 68L25100. Đó, đời 2020, xe vào rất nhiều, cốc tay kiếu, bình đề đầy đủ luôn. Giá gốc là 10.500.000 đồng. Hôm nay em đang vui trong live em bán cho cả nhà giá rẻ luôn nha. Cả nhà đừng có đồn ra ngoài người ta chửi em nha. Siêu rất 2020 em bán có 9.800.000 đồng. Trời ơi cả nhà ơi, kiếm với đất nước Việt Nam ai bán giá này ạ. 9.800.000 đồng cho con siêu rất phiên bản 20. Cả nhà ở xa thì đặt cọc em ship về, ở gần thì đến được mua tiếp mua nha. Và đây là cận cảnh con lít bạn nào quan tâm phiên bản đời 2022. Nước sơn rin từ đầu tới chân. Và tất nhiên là máy móc thì mình không nói tới rồi. Bao rin bao êm, biển 83X16603. Giá là 30.500.000 đồng. Hôm nay 30.900.000. Em giảm còn 29.900 nha. Hôm nay em bán bao nhiêu em sót bấy nhiêu cả nhà ơi. Người ta báo bán được nhiều xe mừng, còn em là buồn luôn. Trời ơi bán gần hết luôn rồi. Bán tên bơ tơi bời tan nát cõi lòng luôn. Ai mà theo dõi like là mọi người biết hồi trước là xe nghịch cứng luôn, mà bây giờ bán cỡ này cả nhà này. Dạ không ạ, có siêu rớt FI màu mới không? Dạ có một con 15 năm ạ. Hôm nay Winner V1 là em bán 4 con và có về một con. Con này thì ta nói là có 102 luôn cả nhà, những cái nước sơn tem riêng của nó này. Trời ơi nó đá gì đâu luôn mọi người ơi. Con này nếu mọi người bỏ lỡ là tiếc luôn á. Đẩy cái dàn chân của xe bao đẹp luôn này. Xe bao chảy bao êm bao đẹp luôn. Và con này mang biển số là 65, giá là 15.800. Hôm nay em chơi lớn luôn nha. Em bán cả nhà còn 14.800.000 đồng cho con Winner này. Winner 15.800 giá 1 triệu còn 14.800. Con này nếu không đẹp, không êm, không nguyên bản, em tặng cả nhà xem không lấy tiền. Từ dàn tem đến dàn áo luôn ạ. AB210 biến Bình Dương. Anh ơi không được anh. Anh Đoàn ơi kiểm tra hồ sơ bên ngân hàng khác đi anh. Dạ đây là em sẽ like cho anh chị em bà con tiếp tục một chiếc Vision. Đây này kiếm ra hồ sơ cho anh ta đi. Vision phiên bản mẫu mới nha. Ok xe đẹp lắm em ơi. Giang Nguyễn ơi em coi xe gì vậy em? Con này là mặt nạ SH luôn, bánh mâm đĩa xe cọp. Con này giá gốc để anh chị em bà con là 23.800.
trong lai em dám còn 23 triệu đồng. Với 23 triệu trong cả nhà đã có ngay một chiếc xe Vision mặt nạ SH bao đẹp bao em đây rồi ạ. Anh chị em bà con tranh thủ ghé cửa hàng tham quan. Thời điểm này em đang giảm rất là mạnh luôn cả nhà nha. Tranh thủ ghé em chỉ còn tầm khoảng sang tháng là em đã đủ tiền là em không dám nữa đâu ạ. Dạ anh trai có chơi gì ạ? Anh Đoàn ơi, khách này. Dạ. 7 triệu rưỡi à? Tiếp khách đây. À, chờ tí nó đang nằm ở khu vực nào chị chưa ra. Quyết ơi, chị cho em nó con Luffy hát 8 triệu rưỡi, còn 7 triệu rưỡi nó nằm trong cùng. Mua chai đi. Mua cho mẹ. Mua cho mẹ đi, có lít đồ chứ. Biết đó, kêu qua đổi chị đó. À, dạ hả? Có Vision đồ cho mẹ con Vision cũng được. Vision đời mấy? Vision tầm 9 triệu rưỡi, 11 triệu ngon lành lắm. Đâu? Chị cho con Vision màu trắng đấy Quyết này, con màu trắng trước đấy Quyết ơi. Màu trắng trước này đẹp lắm. Ưng lắm chị, kỳ ra chị coi đi. Chứ giờ click đối Luvias thì nghe nó kỳ lắm. Ở đây là một chiếc E150. Con này là đèn 2 tầng luôn mọi người nha. Màu xanh GP kết hợp với màu bạc. Xe có bánh mâm và đã có thắng địa. Tết chắc ăn cháo mẹ. Tết có cháo không? Con này mang biển 69H118324 nha. À, màu xanh GP xe bao đẹp luôn ạ. Con này giá gốc bên em đang bán là 16 triệu 500. Và hôm nay Thanh Đoàn giảm cho anh chị bà con giá sóc có 102 trên đất nước Việt Nam luôn, 15 triệu 500 ngàn đồng. 15 triệu 500 ngàn đồng. Hôm nay lễ mẹ, hôm nay lễ ăn lớn lắm. Rồi tiếp tục đây là có một con ếch. Ý là làm bên FE có được không? Cái này kiểm tra bên hôm không được rồi. Đèn 2 tầng nhá, con này đèn 2 tầng 135. Đó, con này là bánh mâm đĩa tem zin nguyên bản từ đầu tới chân 105. Còn 9 triệu 700 ngàn đồng, 9 triệu 700 ngàn đồng cho con xe này. Còn đây là cần cắn một chiếc ếch 5 năm. Dạ không anh ạ, em đang hút hàng anh trai ơi. Con này đẹp lắm cả nhà mình ơi. Con này trời ơi cả nhà mình dạn chốt đơn đi. Không đẹp em không đầy lấy tiền luôn mọi người này. Giá gốc là 21 năm. Hôm nay em chơi lớn em bán còn 19 triệu 900. 20 triệu 9, còn 19 triệu 9 này bớt cả triệu luôn này. Toàn bộ tem là bao rin bao đẹp bao em, bao chạy ở cả nhà mình luôn. Alpha mình mua đời nào bạn ơi, nãy giờ mình có like với con Alpha đấy. Đây khách nhà em đang coi, đang mua, đang bán, đang trao đổi này. Và đây là một chiếc ẹc bánh mâm đĩa dàn chân bao đẹp luôn. Màu này là màu đen nhám tem xanh nha. Con này mang biển 73E37686 nha. Giá gốc là 20 triệu 800. Trong live em chốt còn 19 triệu 900 luôn. 19 triệu 900. Ưng mẫu nào nhắn tin chụp hình chi tiết nha. Và đây là cần cánh một chiếc Vision màu đen nhám bánh mâm đĩa mặt nạ SH này. Cáng SH biển 18169 còn 16 năm. Ở đây là em có con lít biển Sài Gòn ạ. À. Anh chị em bà con ơi, ai đang ở biển Sài Gòn, nô 6 em đang còn một con 905 còn 8 triệu 9, anh trai chờ em tí nhá. 5937 4970. Một phiên bản lít 2022, chính chú ký giấy 325 xá còn 31 triệu 900 ngàn đồng. Và đây là cần cánh một con Vision. Con này là phiên bản đời 2022, bánh mâm cao. Màu này là màu đỏ bóng mọi người nhá. Và biển số của nó là 71. À, con này giá gốc để anh chị em bà con là 27 năm, giảm giá còn 27 triệu đồng. Ngày hôm nay thì Thanh Đoàn đã bán được một chiếc Vario màu vàng cát. Như vậy là Vario màu vàng cát nhà Thanh Đoàn chỉ còn 2 con. Toàn nói không đọc comment, bạn Thanh Hải ơi đọc gì nổi bạn ơi. Bạn ưng mẫu nào bạn nhắn tin về Zalo cho mình, số lượng comment nhiều quá bạn ạ. Con này là biển 61 nhé, 27 năm còn 27 triệu đồng màu vàng cát. Còn nếu mọi người mua mẫu này là mẫu 2021 và chạy 7.000 cây, biển 67, giá gốc là 31 năm còn 30 năm. Còn đây là cần cánh một chiếc Vario 150-68G-80485, giá gốc là 29 năm. Hôm nay Thanh Đoàn chơi lớn còn 28 triệu đồng. Chị ơi, cửa hàng mình có AB470, dạ hình như là có đấy bạn ạ. Dạ vâng, tất cả mẫu xe bên em là chưa bao gồm sang tên nha. Nhưng nếu mọi người cần sang tên, cửa hàng có hỗ trợ nhưng mà phải thêm phí bạn nhé. Nô 6 mình đang còn một con 9 triệu rưỡi, còn 8 triệu 900 ngàn đồng. Và đây là còn Vario màu vàng cát cuối cùng tại cửa hàng luôn.
Con này thì bao cọp, bao đẹp, bao êm, liền lạc từ đầu tới chân. 299 còn 295. Đây là cặn cánh ba con AB125, đời từ 2023, 2013 đến 2015 tại Thanh Đoàn. Con này phiên bản 2013, 14 năm giá còn 12.9. Con này 16 năm còn 15.900.000 đồng. Ưng mẫu nào nhắn tin về Zalo, cửa hàng thể chụp chi tiết và báo giá cho cả nhà mình. Và đây là cặn cánh con AB màu đen đời 2015, một trong những mẫu đẹp nhất, đắt tiền nhất của dòng AB thời bấy giờ. Con này chốt đơn anh chị bà con 18 năm còn 16.500.000 đồng. Nervic ngày hôm nay em đã đi con màu xám cam rồi. Như vậy là còn em màu đen biển bái bái 155. Con này giá gốc để anh chị em bà con 16.9 còn 15.900.000. Anh chị em bà con đi qua về lại vui lòng cho Thanh Đoàn một like, một chia sẻ. Và ngay bây giờ trước màn hình anh chị em bà con là một quay alpha 110. Quyết ơi, tí chạy con mấy con quay alpha này xuống dưới kia cho em luôn cậu. Hai con này ổn định ok rồi này. À chưa rửa, hai con này chưa để mai rửa. Chạy xuống dưới kia dòng quay chứ biết gì mà nói. Con này biển 69E35158 ạ. 10.900.000 đồng. Hôm nay em chơi lớn, em dám cho cả nhà còn 9.900.000 nha. Trời ơi, ở đâu ra mà quay alpha 110 có 9.900.000 này? Duy nhất tại cửa hàng Thanh Đoàn, không đâu khác. Còn con này là phiên bản đời cao, đời 2021 luôn này, biển 36, 13.500.000. Hôm nay em bán còn 12.800.000 đồng nha. Cả nhà ưng mẫu nào cứ nhắn tin để mai rửa qua đây, cậu nó dơ quá. Nhắn tin về Zalo cửa hàng trẻ chụp chi tiết nha. X206 mình không có, mình có X135 xuống áo nha. Và cần cánh một chiếc xe Vision đời 2019 màu trắng biển 36. Con này đúng 2019 luôn cả nhà mình nha. Xe bao đầu nồi zin bao đẹp, giá gốc 18 năm còn 18.000.000. Em nhắc lại cả nhà, em đang có chương trình giảm giá. Xe Vision giảm 500.000 đồng một con, AB giảm từ 4-5-700.000, SH giảm từ 1-2-3 triệu. Mọi người tranh thủ ghé mua. Con này là 6.800.000, hôm nay em bán còn 5.900.000 đồng. Yên bị rách em đang bọc lại cho đẹp cả nhà nha. 5.900.000 đồng, không thể nào tin được cả nhà mình ơi. Có một chiếc tay ga FI để đi rồi. Đó, còn Rider sẵn cơ là em đã bán đi rất nhiều, còn 3 con. Con này xe cọp 13 năm còn 13.000.000 đồng. Cả nhà nếu chưa thỏa mãn những gì em quay, có thể nhắn tin về Zalo và em sẽ gửi hình chi tiết nổ máy cho mọi người. Bên em là có mua bản trao đổi và hỗ trợ trả góp luôn. Đặc biệt cả nhà không cần đến cửa hàng, bên em cũng có thể trao đổi được mọi người nha. Tức là trao đổi online luôn. Con này biển 61, 11 năm còn 11.000.000 đồng. Con Winner XV1 này cho lên tên luôn đi em. Và đây là cận cánh một chiếc xe đổ kiếng đẹp ạ. Con này mặc dầu là đổ kiếng nhiều nhưng máy lại còn rin. Đăng ký lần đầu 2021, đồng hồ điện tử này. Xe có đồng hồ điện tử nha. Và phuộc kiếu, mâm kiểu, phuộc trước sau thay luôn. Riêng đồ chơi con này phải máy 8-10 triệu luôn rồi. Con này biển số 60, 10.900.000 trong live em bán còn 10.500. Cho em nghe tiếng máy gây ra đó chị màu xanh là chị ta cho em coi tiếng máy con quay alpha à? Em ơi em nhắn tin về Zalo cho chị đi em, sao có cái số điện thoại Zalo đang trước màn hình của em á, Vision biển Sài Gòn em đang hết ạ. Jupiter FI chờ gần tới nơi rồi em ơi. Ở đây là cần cánh một chiếc AB đời 2007-08 ạ. Con này biển 62. Và đây cũng là con xe AB đời đầu cuối cùng tại cửa hàng. Con này là 8.500.000, em dám còn 7.500.000 đồng. Và một Winner V1 không thể nào hoàn hảo hơn. Phiên bản màu đen nhám đăng ký lần đầu tiên là 2020-2019 biển Sài Gòn. Xe này là một đời chủ này. Bao ký giấy cho cả nhà luôn. Giá hơi cao hơn bình thường, 18 năm còn 17 năm. Rồi mình sẽ nổ máy con Rider. Quyết ơi, nổ máy con Rider cho bạn này. Bạn coi Quyết ơi, nổ máy con Rider cho bạn này coi cái nào. Rider bên chị là bảo hành 1 năm, bao êm bao chạy. SH nó nằm khu vực phía trên. Em chờ. Đây ạ. Ok em nha, em nghe tiếng không ạ? Bao êm bao chạy, tiếng xe đang nổ đây ạ. Đó, em có thêm mạnh dạn để đây test thử chạy thử luôn. Ồ, cả nhà cùng vào like và chia sẻ. Con này hôm nay chưa mua tem. Và đây là cần cánh một chiếc AB125 màu trắng. Hồi buổi trưa giờ mà nó nghĩ à, đi lê. Con này là phiên bản màu trắng đen bạc nha. Ba màu biển 47 Đắk Lắk này. Đó, con này là 47 Đắk Lắk mọi người nha. Giá gốc là 15.900.000. Hôm nay em chơi lớn bán cho anh chị em bà con còn 14.900.000 đồng.
AB125149, cần cánh một chiếc AB FI210 màu đỏ này. Xe đã có dằm lại, máy êm, bình đề đầy đủ, biển 62, 12 năm còn 11 năm. Và bây giờ là một loạt AB đầu bò. Nhà em còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vâng, nhà Thanh Đoàn hôm nay còn 8 con AB đầu bò. Hôm trước là 13, 14 con. Sau vài ba ngày bán ấy, bây giờ chỉ còn 8 con, đầy đủ các màu cho mọi người lựa chọn. Màu đồng siêu yêu siêu đẹp đang có mặt tại Thanh Đoàn. Thiết kế sơn 3D độc đáo, dàn chân bao đẹp, biển 60 Đồng Nai, 10 triệu 8 còn 10,5. Thiết kế màu đen 9 triệu rưỡi còn 9 triệu đồng. Và con bên này biển 60, giá gốc 11 năm còn 11 triệu đồng. Giá thì con nào cũng êm cũng ngon, nhưng nó chênh lệch nhau 1-2 triệu là vì độ đẹp, độ sạch sẽ, độ mới của xe thôi mọi người nha. Em đang có màu đỏ này, màu đen này. Đó, mọi người liên hệ cho em để mua AB đầu bò nha. Cả nhà quan tâm mẫu nào cứ liên hệ về Thanh Đoàn. Hôm nay nhà Thanh Đoàn đã bán gần 40 chiếc xe rồi. Với lượng xe như thế này thì tầm khoảng độ khoảng chục ngày nữa thì chắc nhà Thanh Đoàn còn vườn không nhà trống. Em hứa mọi người là sau khi xá thành công xong, mua đất ổn định em lại nhập về xe mới để phục vụ bà con nhé. Vision mình mua đời nào bạn ơi, mình có 9 đồng rưỡi này, 10 triệu 811 đồng cho đến 25 bạn nhé. Ở đây thì em có con ABFI màu trắng ạ, giá gốc 13 năm, còn 12 triệu 900, AB lên đầu thái siêu đẹp, FI màu cam, 16 năm còn 15 năm ạ. Anh chị em bà con đang theo dõi buổi live trực tiếp tại Gàng Thanh Đoàn. Địa chỉ nhà em là và số điện thoại đang ghi ở trên đầu màn hình. Em xin phép đọc lại. 465 Nguyễn Thị Phương, An Bình Di, An Bình Dương. Bên em có mua, có bản, có trao đổi và hỗ trợ trả góp ạ. Chủ nhật em qua ủng hộ. Ok, cảm ơn em nhé. Và đây là cần cánh chiếc Vision biển 95. Con này là phiên bản mâm cá tính đời màu đen nhám, đời rất cao. Giá gốc là 27 năm. Hôm nay Thanh Đoàn giảm còn 26 triệu 900 đồng. Và đây là cặp Vision giá rẻ màu xanh 9 triệu 500, màu đỏ 10 triệu 800, click xe đẹp 10 triệu 300, con bên cạnh là 10 triệu 900 và con trong cùng là 6 triệu 700. Như vậy cả nhà có thể thấy cùng một cửa hàng, cùng một mẫu xe tại một thời điểm giá chênh nhau vài 3 triệu là vẫn có luôn nha. Đấy mà con quay ra sau luôn cất ơi. Đây là cần cánh con quay Blade. Con này là phiên bản đời 2015-16 màu trắng ạ, biển 67, giá gốc 10 triệu 900, 8 triệu 900 ngàn đồng. Hôm nay em bán 8 triệu 700 ngàn đồng. Cần cánh là Mio tay ga nhỏ sinh sản cho bà con đi làm. Con này giá gốc là 5 triệu 9 còn 5 triệu 700 ngàn đồng nha. Full nail mình đang hết hàng bạn ơi. Ở đây là có con 70 là một cặp xe ẹt xuống áo ạ, một con 59 và 70. Xe 59 là 19 năm, 18 năm còn 17 năm. Còn xe 70 là 18 năm còn 17 năm. Còn đây là ba con Jupiter biển 38, 12 triệu 5 còn 11 triệu 9. Con này biển 61 là 15, màu trắng 15 triệu đồng, đời cao mọi người nha. Nếu mọi người ưng chi tiết thì nhớ nhắn tin em để chụp vào AB đời mới. Chị ơi ok, đời mới đang nằm ở trên cùng tờ chờ tí la nha. Và đây là cần cánh một chiếc Way SR, cái màu này nó đẹp giá man ạ. À, màu cà phê sữa kết hợp màu đen và tem hoa văn cực đỉnh luôn. Lóc máy màu xám không thể nào không yêu được. Con này 47 Đắk Lắk, 8 triệu 900. Hôm nay em bán ở cả nhà còn 8 triệu 700 ngàn đồng. 8 triệu 700 ngàn đồng cho một con Way phiên bản màu đen nâu và tem rất đẹp luôn cả nhà mình ạ. Con này quá tuyệt vời luôn. Bên cạnh là một chiếc Luvia 805. Hôm nay em xá cả nhà còn 7 triệu 500. Nô 5 siêu đẹp ạ. Biển Sài Gòn 9 triệu 800 ngàn đồng. Màu xanh GP siêu đẹp còn 9 triệu 500. Và nếu mọi người mua rẻ hơn thì 5 triệu 900 cũng có. Chờ em một tí nha. Anh chị em bà con đang theo dõi buổi live tại cửa hàng Thanh Đoàn ngày hôm nay. Bên em có mua, có bán, có trao đổi và hỗ trợ trả góp nhé. Chỉ cần căn cước công dân 06 anh chị em bà con có thể mua góp được rồi ạ. Ngay bây giờ tại cửa hàng nhà em vẫn còn rất đông khách hàng tham quan mua sắm ạ. Mặc dù ngày hôm nay là ngày lễ vẫn không chùn bước chân của khách hàng thân yêu của em đã nhớ đến Thanh Đoàn, nhớ đến tình cảm của em miền dành cho khách hàng mọi người yêu thương rất nhiều. Em cúi đầu cảm ơn mọi người một lần nữa rất nhiều. Những lúc khó khăn như thế này được khách hàng ở bên cạnh đồng viên hỗ trợ là quá tuyệt vời luôn rồi. Đây là con Nô 6 biển 18 ạ. Giá gốc để anh chị em bà con là 9 triệu 500.
600 ngàn đồng. Hôm nay trong live em bán còn 8.900.000 đồng. No 6 chỉ còn 8.900.000 đồng. Quá rẻ, quá ưu ái rồi. Và đây là một loạt xe Janus ạ. Quý anh chị em, cô dì, chú bác xa gần mình ơi, đang ở đâu trên vùng này có quan tâm Janus nhớ ghé về Thanh Đoàn với 13 con tại cửa hàng. Giá dao động từ 14 năm, 15 năm cho đến 19 năm. Wow, và đây có lẽ là một chiếc xe em mong chờ nhất. Đã lâu lắm rồi, không phải lâu mà 4-5 ngày nay không hề có một con Winner X tại cửa hàng. Ngày hôm nay may mắn thay lại về một con đá vậy lại còn đẹp và màu đen nhám. Phiên bản đã có thắng ABS cao cấp rồi. Mấy con này thì hơi để tạm em ơi, từ từ đi. Mấy con nó chưa rửa đâu, để mai ông Hải ông rửa cho em đấy, vậy là còn nguyên luôn. Con này phiên bản ABS luôn rồi mọi người nha. Con này xin chốt đơn anh chị em bà con, giá cực ưu tiên luôn. Biển thành phố Dĩ An, ngay chú ký giấy luôn, thắng ABS 20.500.000 đồng. Hôm nay em chơi lớn còn 19.500. 19 năm cho con Winner X phiên bản ABS và một đời chủ duy nhất luôn cả nhà mình nhé. Đường xa em đi lại, chuyển mua xe chỉ bớt không giả không ạ. Giá bên em là ưu ái lắm rồi bạn ơi. Đợt này em đang cần tiền xây vốn mua đất nên là giá bên em xe ở lâu thì xá nhiều. Xe mới về em cũng bản giá cực kỳ ưu ái, ưu tiên luôn ạ. Và mọi người có thể thấy đây bây giờ là hình ảnh đẹp nhất mà Thanh Đoàn muốn gửi gắm đến anh chị em bà con. Em không phải là dùng ba lời nói để mà quảng cáo sản phẩm thương hiệu của em, mà hãy nhìn vào những hình ảnh buổi tối em like. Đó, đây là một khu vực giá. Con nào anh? 18.500.000 chứ. Dạ đây, biển con này thì biển Di An ngay chủ ký giấy luôn này. Dạ em cảm ơn nhá. Con này mua em bọc yên lại cho yên rách mới lấy về, yên rách đi. Xe chưa rửa đâu anh nhá. Đây là có ẹc mới rửa lấy về chưa rửa đâu. Ẹc côn tự động ạ. Con này giá gốc là 14 năm còn 13.900.000 này. Xe thì dàn áo em đã có dặm lại đẹp liền là không bể sức máy em nhá. Và đây là con chu rất biển, số của nó là 69 phiên bản đời 2019 luôn. 10.800.000 em dám còn 9.900.000 đồng. Đây là con City dọn mới cho bạn nào quan tâm ạ. Con này dọn mới nguyên từ đầu tới chân thuộc rất đẹp luôn. Con này giá gốc là biển 66, 10.900.000 còn 10.500.000. Và đây là cần cánh chiếc nô 56.500.000 còn 5.900.000 đồng ạ. Cả nhà đang quan tâm xe rẻ đi làm thì không thể bỏ qua con này được ạ. 5.900.000 đồng trong tay, cả nhà đã có ngay một chiếc nô 5 phiên bản màu vàng đen FI full xăng điện tử cao cấp. Và đây là cần cánh một chiếc xu rất biển 37 ạ, 8.500.000 đồng. Hôm nay em để cả nhà chỉ có 8.000.000 đồng, RC, bánh mâm và đã có thắng địa. Đó, con này thì em nãy đã like rồi ạ. Và đây là em mọi người có thể thấy sức nóng của nhà Thanh Đoàn như thế nào. Những chiếc quay lần lượt đó, đã theo cánh mà bay hết rồi. Thực sự là biết ơn tấm chân tình quý anh chị em bà con đã luôn gửi gắm và dành tặng cho Thanh Đoàn. Em Hiền chúc cho khách hàng của em Hiền luôn bình an, luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Đó, một vài lời nói không thể hiện hết được, nhưng những hình ảnh nếu mọi người ai theo dõi like thì mọi người biết được sức nóng của em Hiền bán xe cỡ nào. Bao nhiêu chiếc xe đã rời đội và những khách hàng đã nhiệt tình yêu thương ủng hộ. Em Hiền trân trọng cảm ơn ạ. Và ngay bây giờ thì em Hiền xin like cho anh chị bà con một chiếc xe rẻ có 102. Một chiếc xe Way S110 hiệu Honda. Xe đã được dầm lại mới nguyên con, về chỉ việc chạy không phải làm gì. Bánh căm thắng đùng. Giá gốc là 6.900.000 đồng. Hôm nay em giảm còn 6.500.000 đồng nhá. 6.500.000 đồng cho chiếc xe Way Alpha này ạ. À, Way S này ạ. 2.000.000 thì có con 2.500.000 nha. Và đây là RS biển 36, con này là 7.500.000 đồng. Quá đã luôn mọi người ơi, giá quá rẻ, quá hời luôn ạ. Và một cặp xe không thể nào mới hơn, phiên bản đời 2022, biển 36 và 66, đông giá 17 năm, giảm giá còn 17.000.000 đồng. Hôm qua là có 3 con, hôm nay là bán 1 còn 2. Đó, anh chị em bà con ghé mạnh dạn yêu thương và ủng hộ em nha. Ưng muốn xem chi tiết thì nhắn em để chụp. Đây là quay Thái 12 năm còn 11.900. Quay đi làm Honda 7.800.000. Quay Alpha 100. Giá gốc là 11.3 còn 10.900.000. Quay Alpha 100 đời 2017. Giá gốc 11 năm còn 11.000.000 đồng. Quay Alpha 110 màu đỏ biển số 73. 11.500.000 đồng. Quay Thái dọn kiếng của anh Đoàn đi bây giờ cũng xá để lấy tiền mua đất luôn. 29 năm còn 28 năm. Dọn mới từng con ốc nha. Còn đây là Way Blade biển 60 ạ, 8.900.000 còn 8.700.000 đồng. Way Blade em còn nhiều, full 1 em còn 2 con, màu xanh 9.500.000, màu đỏ 11 năm. Và đây là một loạt xe siêu rớt đang có mặt tỉnh hàng. Em trai nãy có hỏi là xe siêu rớt.
Đời mới ạ, thì đây là đời 2023 của chị Hiền nhá. Hôm nay chỉ có về một con FP phiên bản 2023. Đó, em thấy là xe không một lỗi lầm và tì vết nào luôn. Biển 94, 15 triệu năm, còn 15 triệu năm, 15 8, còn 15 năm. Phiên bản đời 2023, xe chạy được 8.859 cây. Đó, siêu đất FI phun xăng điện tử bánh mâm đĩa đời 2023. Giá gốc là 15 8, giá còn 15 năm chạy 8.000 cây. Và đây là cận cảnh một chiếc xe phiên bản 2020, giá gốc là 11 năm. Hôm nay em bán 10.05 và trong live em chốt cả nhà 10 triệu 300 ngàn đồng, rẻ như cho luôn. Đó, ngoài ra thì mình có Jupiter này, xe này là đầu thái ống hơi luôn nha. Jupiter đầu thơi mà máy còn rin bánh mâm, dàn áo có trầy theo năm tháng này. Con này là đầu ống hơi cho mọi người coi luôn này. Đó, máy rin luôn cả nhà, con này bao êm bao chạy, không êm không ngon em không dám lấy tiền. Chốt đơn cả nhà là 10.05 còn 9 triệu 8 nha. Còn rẻ hơn FI có 8 triệu rưỡi này. Siêu rất em còn rất nhiều màu, màu xanh tầm 10.05 này. Con này là 14.8 còn 14 năm. Đó, cả nhà thích mẫu nào thì cứ mạnh dạn nhắn tin về cửa hàng nha. Anh MX không ạ? Dạ không, em có con xe đấy là xe Thái thôi ạ. Đó, còn rất nhiều mẫu xe, cả nhà mình cùng vào like chia sẻ. Và đây là hình ảnh mọi người vừa xem tại cửa hàng. Còn rất nhiều khách hàng đang tham quan tại cửa hàng nha. Anh chị em bà con đang theo dõi buổi live trực tiếp tại cửa hàng Thanh Đoàn ngày hôm nay. Địa chỉ quen thuộc số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Di An, Bình Dương. Bên em có mua, có bản trao đổi và hỗ trợ trả góp nha. Chỉ cần căn cước công dân, không nợ xấu là cả nhà có thể mua góp được rồi ạ. Đây đây chưa nghe chị? Em trai nghe chị có đúng không? Nghe chị là đúng đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên đang đi lít mà đổi Luvias à? Mua phải đổi căng cả Vision. Bây giờ thì phù cái 3 triệu nữa ra, chị giá chỉ hết 7 triệu. 7 triệu cao lắm, em bán 6 triệu 7 chưa ra được. Giá 7 triệu. Không, mà tí đi qua em bán 2 lần. Là bù bao nhiêu? Bây giờ bù 2 triệu. Một cái ôn khỏi mất công. Là anh đây bù bao nhiêu? Nó đòi đứa thì 9 triệu 3, đứa thì 9 triệu rưỡi. 9 triệu 3 này 9 triệu rưỡi. Chứ ai nói 9 triệu 2 chị, em vừa like 9 triệu rưỡi xong. Vision mà chị, Vision FI mà. Giá 9 triệu mấy là rẻ lắm luôn. Đời 17 giá là 16 năm bạn nhé. Còn đời 2016 ấy tầm khoảng 15, 9, 16, 16 năm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. À, bây giờ em trẻ còn vài giấy xe ở đây để nhờ anh Đoàn like đi. Tại vì đợt này sức khỏe cũng không cho phép. Nên em thể hút nhờ anh Đoàn like. Anh like cho em khu này nữa thôi, đằng ngoài em like hết rồi. Còn mấy giấy này thôi. À, anh Đoàn thể hỗ trợ mọi người like một xíu nha. À có, đến đây chưa? Cái này không đánh có 18 năm à? Tại vì chưa, cái này chưa quay mà ông bảo có con em đã quay mặt hình thù đó. Đi ra hồ sơ. Hồ sơ nghe bảo sao phí giấy. Thế thằng Nam bảo có phí giấy. Nam đâu? Nam đâu rồi? Đó, chắc nó sạc pin không nè. Nam ơi! Ý là con Vinh nơi có phí giấy được không? Con sáu muốn đi cái con thú ở đó, nó bảo lúc nói là chỉ cháy là thì alo phải ra buông người ta cháy thời gian cũng đi bao nhiêu tiền rồi. Tiếp tục em có một chiếc con này là Jupiter Fin nha, Jupiter Fin màu bạc đời 2022 màu mới nha mọi người, Jupiter màu mới. Giá 21 năm còn 21 triệu đồng. Em này biển số để cho mọi người 20 năm luôn, 60 Đồng Nai nhá. Màu bạc rất chi là đẹp luôn này. Rồi tiếp tục là Future Bùng này, đời 2018 biển số 94 Bạc Liêu. Màu cánh gián nhá, màu snow cánh gián nha mọi người, bánh mâm phanh đĩa máy móc zin, dàn áo đẹp này, 94 Bạc Liêu. Em chốt đơn với giá là 16 triệu 8 bớt còn 16 năm. Và xe này đẹp lắm nha cả nhà ơi, bông đìa luôn này. Rồi đây là Fuel LED nha mọi người, Future LED đời 2021. Bánh căm phanh đĩa màu xanh đen, em này biển số 695 Hậu Giang. Cực kỳ đẹp là xe gì? Con nó để cho 16 năm. Ừ. Con mới lực mới chạy về cái gì? Đấy 16 năm đi. Ở đâu Winner X, phải Winner M1 không cha? Rồi con này là 22 triệu 8 bớt, còn người còn 22 triệu nha.
Rồi ở đây em có một chiếc Future LED. Em này là mẫu 2022, đời 2022 luôn. Màu đen nhám, bánh mâm phanh đĩa, biển 61 Bình Dương. Dàn áo cực kỳ cọc luôn, màu đen nhám bản đặc biệt nhá, mâm đĩa này. 61k màu vàng Bình Dương. Em chốt đơn với giá là 25.800.000 và em sẽ bớt còn 25 triệu đồng luôn nhá. À, Vision đời 2017 giá mềm ok, tí là lên lượt Vision luôn nha Nguyễn Hoàng Đức nhá. Rồi LED ba khoang màu đen có luôn, có một chiếc vừa về đấy, giá 20.800.000 bớt còn 20 triệu đồng nha Thuần Thuần nha. Có một chiếc màu đen biển 73 Quảng Bình ấy. Rồi fuel LED màu đỏ này nha mọi người, đời 2019 biển 71 Bến Tre này là 21 năm còn 20.900.000 này. Mọi người lưu ý nha, bánh mâm phanh đĩa luôn, em sẽ like qua thôi. Còn đây là Future Bùng này, biển số 60 Đồng Nai, xe giòn mới nguyên xe nha mọi người. Nó còn mới hơn cả mấy xe 2022 luôn đây mọi người ơi. Bánh mâm phanh đĩa màu đen xám bạc với giá là 17 năm còn 17 triệu này. Rồi Future Bùng 2018 biển 47 Đắk Lắk, bánh mâm phanh đĩa màu đen xám. Chụp rồi. Con này 16.800.000 bớt còn 16.300.000 đồng cho mọi người nha. Rồi tiếp tục em có một chiếc Fuelet đời 2022 màu xanh đen. Biển số 94 Bạc Liêu. Máy móc nguyên zin, áo rất đẹp luôn, rất mới nha. Mâm đĩa con này 25 năm bị cho mọi người 24 năm luôn, xả luôn nha mọi người. Rồi Aclet 3 khoang 2020 phiên bản Dosu. Đen nhám hồng và xanh, biển 84 Trà Vinh với giá là 22 triệu đồng bớt 1 triệu còn 21 triệu nha. Rồi ẹc 150 phiên bản 2021 60 Đồng Nai, màu lông chuột xanh. Đây, màu rất đá luôn nha mọi người, màu rất đẹp này. Đấy là mẫu tem mới rồi nha mọi người, 2021 với giá 23.900.000 bớt còn 23 triệu đồng này. Rồi tiếp tục là phiên bản ẹc 150 đặc biệt luôn nha mọi người, màu bạc nhám đỏ. Mâm màu đỏ rất đẹp, biển 68 Kiên Giang. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt đấy cả nhà, màu này đắt nhất đấy nha. Bạc nhám tem đỏ rất nổi bật luôn. Em này giá 27.900.000 và em giảm giá còn 27 triệu đồng cho mọi người nha. Hồ sơ tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nha Dũng nha. Không có nào 1 tháng đâu, 1 tháng bây giờ là không có hồ sơ đâu. Mua anh và tư vấn là tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nha. Tùy vào tính nào nữa nha. Rồi Eglet 3 khoang màu cam đen 83 Sóc Trăng 2019, xe máy móc nguyên zin, áo đẹp nha, cam đen luôn RC. Em này giá 21 triệu đồng giảm còn 20 triệu luôn. Rồi ẹc 150 2017 biển 65 thành phố Cần Thơ, màu đen trắng đỏ phiên bản RC 2017 nha. Máy móc nguyên zin, áo cực kỳ đẹp. Em này giá là 17.800.000, giảm giá còn 17 triệu đồng cho cả nhà. Rồi đây là siêu phẩm ẹc LED 3 khoang 2020 71 Bến Tre, màu xanh đen bạc. Đây, cái này đồ chơi vào nha cả nhà, gác chân này. Đây, rất nhiều đồ chơi đây. Em này rất đẹp, rất mới luôn. Giá nó là 23.500.000 bớt còn 22.900.000 đồng cho em Eclet 3 khoang này nha. Rồi tương tự đây một chiếc Eclet 13350 đời 2017 biển 69 Cà Mau, xanh đen bạc. Xanh GP 69 Cà Mau, máy móc nguyên zin, dàn áo cực chất. Ngày giá là 17 năm còn 17 triệu đồng này. Rồi tiếp theo này là 69 Cà Mau đây, trắng đỏ đen 2018 phiên bản RC, máy zin áo đẹp, giá em nó là 17 năm bớt 500 còn 17 triệu đồng luôn nhá. Rồi ở đây có một siêu phẩm này rất rẻ luôn này, ẹc này là màu đen nhám đời 250 2017 62 Long An. Đây con này chốt đơn giá là 15 năm bớt còn 14.900.000 nha cả nhà. 14.9 cho em ẹc đen nhám 2017 này. 62 Long An. Rồi quay cho bạn thuần con này nha. Ẹc LED 3 khoang màu đen nhám đây bạn ơi. 2019 zin luôn nha. Nguyên bản từ A tới Z. 73 Quảng Bình. Con này giá 20.800.000, giảm giá còn 20 triệu đồng cho bạn này.
rất mới luôn nhá. Rồi đây có một chiếc Rider FI 2018 67 An Giang. Máy móc nguyên zin, dàn áo thì như mới luôn, rất đẹp, rất mới này mọi người, lốc đồng nha. Nguyên bản cực kỳ đẹp này. 19.800 giảm giá còn 19 triệu đồng nha cả nhà nha, đúng 19 triệu đồng bớt hết hết bớt rồi nha mọi người. Mua góp nhận cà vẹt góp không anh? Có em ạ, tùy trường hợp nha. Nó có hai trường hợp vay góp, một là góp xe có thể chấp cà vẹt góp chính chủ, còn trường hợp thứ hai là mình vay tiền để mua xe thì không cần thể chấp cà vẹt nha bạn ơi. Rồi ở đây em có một chiếc Sonic 2022 màu đỏ đen, rất đẹp luôn, xe mới tinh chạy 8.000 cây nha mọi người. Đấy, màu này sơn 3D luôn nha, cao cấp luôn. 86 Bình Thuận, giá 29.5 giảm giá còn 29 triệu đồng này. Rồi Satia 2022 95 Hậu Giang, trắng đỏ đen bản đặc biệt nha mọi người. Đây, chạy 5.000 cây, chốt đơn Satia này là 27.500.000 đồng, giảm giá còn 26.900 luôn. Rồi một chiếc Satia đời 2020 70 Tây Ninh. Đây dán một bộ tem Satia hai thì nha mọi người. Máy móc nguyên zin, áo cực kỳ đẹp rồi, 22 năm còn 22 triệu. Rồi tiếp tục là Rider FI 2022 phiên bản đặc biệt nha, màu xanh xi măng, mâm đồng, máy móc nguyên zin và đặc biệt là biển ngay thành phố Long Xuyên của An Giang luôn. 26 năm giảm giá còn 25 năm cho cả nhà nha. Zin nguyên bản từ ATZ, rất đẹp, rất cọc luôn. Còn siêu phẩm Rider FI 2023 này, màu đen xám lông chuột nha mọi người. Đây, màu này cực kỳ chất luôn. 81 Gia Lai, em này mới chạy 2.000 cây thôi, giá 29 năm giảm giá còn 29 triệu đồng nha mọi người, rất mới, rất cọc luôn. Rồi tiếp tục là Sonic 2022 biển 94 Bạc Liêu, màu trắng đỏ đen phiên bản Satuhati, cao cấp nhất của dòng Sonic, giá là 29 năm giảm giá còn 28.900.000 đồng cho một em nha. Đây tương tự đây, màu xi măng này cũng vậy luôn, 29 năm còn 28.9 luôn. Em này đời 2022 chạy 5.000 cây, màu xám xi măng sơn 3D cao cấp 77 Bình Định nha. Rồi ngoài cùng đây là một chiếc Sonic 2021 màu đen nhám mâm đỏ, với giá là 26 năm giảm còn 25 năm cho mọi người này. 86 Bình Thuận nha. Mọi người đang theo dõi live trên kênh của Xe Máy Thanh Đoàn nhá. Bên cửa hàng Thanh Đoàn này chuyên mua bản trao đổi tất cả các dòng xe máy cũ nha mọi người. Rồi mọi người mua xe được bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, được đổi lại trong vòng 1 tuần miễn phí nha. Còn đây là một loạt Winner V1 và Vision này. Đấy. Winner V1 còn quá nhiều V1 nên mọi người, anh chị em nào quan tâm V1 nhà vào đây nha. Nguyên một dãy luôn. Đầu tiên là con màu đen nhám đời 2019 này, 63 Tiền Giang, máy móc nguyên zin, áo cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn rồi, 16.800 giảm giá còn 16 triệu đồng. Rồi tiếp tục đời 2019 biển 60 Đồng Nai, màu đen nhám luôn, em này là 15.148 giảm giá cho mọi người còn 14 triệu đồng, 2019 luôn nha. Rồi phiên bản màu trắng xanh sơn 3D cao cấp biển 68 Kiên Giang, toàn bộ sơn 3D nha, rất đẹp, rất mới luôn nha mọi người. Em này giá 16.8 giảm giá còn 16 triệu đồng luôn. Rồi tiếp tục là màu đen cam phiên bản 2018 70 Tây Ninh. Em này chốt đơn giá 15 năm giảm giá còn 15 triệu đồng cho cả nhà nha. Đấy. Ok Long Đàm nha, có GTR luôn em. Đây, đây là Winner V1 đời 2017 61 Bình Dương. Máy móc nguyên zin, áo đẹp này, 15.9 còn 15. Rồi màu xanh trắng này biển 94 Bạc Liêu nha. Nguyên bản luôn, zin nguyên bản từ ATZ vẫn là 15.9 còn 15 triệu đồng nha. Như vậy là Winner V1 dao động từ 15 triệu là còn rất nhiều xe nha mọi người. 12.9, 13.9 có luôn nha. Em biển 94 phiên bản đặc biệt mâm đồng đời 2019 này, giá 16 năm giảm giá còn 16 triệu đồng nha mọi người. Màu đen nhám mâm đồng nha, bản đặc biệt rồi. Còn con 83 màu đen nhám đời 2018 Sóc Trăng nha. Màu đen xám đỏ này, nguyên zin, dàn áo đẹp, giá là 15.800.000 đồng nhá. Rồi còn hôm nay về một chiếc màu xanh trắng GP Winner V1 nha, xanh trắng rất nổi bật. Máy móc nguyên zin, dàn áo thì quá đẹp rồi, không phải nói quá đẹp luôn, 65 Cần Thơ, 15.800 và giảm giá còn 15 triệu đồng luôn nhá. Rồi ở đây là GTR đây này, 36 Thanh Hóa này.
màu đen xám. Không ăn à? Em này chốt đơn với giá là 23.500.000, tổng giá còn 22.500 cho mọi người luôn, giảm 1 triệu đồng luôn nhé. Rồi trên đây là Vision nha mọi người, Vision 2022 khóa thông minh màu đỏ 77 bình tĩnh. Em này chốt đơn 25.500 còn 25 triệu nha cả nhà. Rồi màu xanh nhám, biển số 36/2023, biển số định danh luôn, 36BC. Em này chốt đơn giá 26.500, giảm giá còn 26 triệu đồng nha, khóa thông minh luôn. Còn con 72 đời 2021 này, màu xanh nhớt, xanh đen, phiên bản khóa thông minh. Em này là 24.500, giảm giá còn 24 triệu đồng. Đây cũng là khóa thông minh, cũng đời 2, đời mới rồi nha mọi người. Con Winner V1 ở đen ở vách đó là 16.800, giảm giá còn 16 triệu đồng nha anh Tuấn Châu nha. Biển số 63 Tiền Giang, xe đời 2019, xe zin, máy êm, dàn áo đẹp nha anh Châu nha. Rồi Vision con 37 và con 76 này, đồng giá cho mọi người 16.500, giảm giá còn 16 triệu đồng một em, phiên bản chìa khóa thường nha, màu xanh nhất. Rồi con 70 này là 16.500, cũng là 16 triệu đồng cho mọi người luôn, màu trắng này. Đấy, phiên bản chìa khóa thường hết cho mọi người. Còn đây là khóa ga 2020 70 Tây Ninh, con này 21.500, giảm giá còn 20.500 này. Rồi biển 63 này là 2019 khóa thông minh, 21 triệu đồng, giảm còn 20 triệu đồng cho mọi người này. Đấy, màu đen nhám là đời 2021, biển 93, phiên bản khóa thông minh, con này là 22.500, giảm giá còn 21.500. Rồi 84/2020 luôn, con này là 21.500, giảm còn 20.500 cho cả nhà này. Rồi em có một phiên bản mâm cao, biển 69 Cà Mau nha, mâm lớn đời 2021 này, cá tính này, thể thao đấy, màu đen nhám. Em này giá 26.500, giá 1 triệu còn 25.500. Rồi tương tự phiên bản cá tính của đời 2020, phiên bản khóa thông minh trắng đỏ đen cao cấp nha. Rồi em này chốt đơn giá 21.500, giảm còn 21 triệu đồng. Rồi một chiếc Vision đời 2022, biển 68 Kiên Giang nha, màu đỏ này. Cái này là mẫu mới nha mọi người, phiên bản chìa khóa thường, 23.800, giảm còn 23 triệu đồng. Rider còn nha anh Nguyễn Trường Duy ơi. Rồi một chiếc Vision mẫu 2020, biển 61 Bình Dương, màu xanh nha mọi người, xanh xanh nhạt nha, khóa thông minh, màu xanh này cực chất luôn. Em này chốt đơn giá 20.800, giảm giá còn 20 triệu đồng. Rồi còn Vision biển 36 đời 2017 này, phiên bản chìa khóa thường, giá 17 triệu đồng, giảm giá còn 16.500 nha mọi người ơi. Đấy, khá là nhiều Vision tại Thanh Đoàn nha. Còn trên đây là mẫu AB này, nãy chị Hiền quay rồi. Mọi người quan tâm dòng xe nào thì alo trực tiếp lên Thanh Đoàn nha, số điện thoại 0967424911, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng theo địa chỉ 465 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe máy cũ nha mọi người ơi. Bên em có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha. Điều kiện trả góp là từ trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi, không bị nợ xấu nha mọi người. Quý khách có thể trả trước và không trả trước, tùy hồ sơ của từng người nha. Rồi để em xin phép xuống like nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi buổi live ngày hôm nay. Chúc cả nhà có một buổi tối, một buổi nghỉ lễ thật là vui vẻ và an yên nha, an toàn. Cảm ơn cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Con tắt cái giường anh nha, nó bị gì mà nó không có bấm được, đơ à? Tắt cái giường nó bị đơ không bấm được.